bộ anh tính ở lì đây luôn hả phải anh định ở đây luôn mà em nói anh có thể ở lại mà ừ, em nói ừ em nói nếu mà anh xin ba tha thứ thì anh có thể ở lại mà yên tâm đi tôi không hối hận đâu tại sao tôi phải hợp tác với một tác giả kịch bản như cô chứ đúng vậy dẫu sao thì diễn viên tàu lao nhanh thì làm gì biết phim hay chứ anh cứ làm những gì anh thích đi đúng vậy đừng quan tâm tới tôi nữa ai à, thì quan tâm tới anh ừ mặc kệ tôi làm gì hét giờ cái gì? Này hai người, chúng ta nói chuyện này sao vậy? Dù sao đi nữa thì em cũng không thể nào sống mãi ở đây được. Anh đã tìm cho em một căn hộ mới. Em có thể dọn ra vào cuối tuần này. Liên quan gì tới anh? Mà anh tìm nhà cho em vậy? Chỉ là vì anh cảm thấy thực sự không thoải mái. Khi thấy em lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái của anh. Anh vào đây bằng cách nào vậy hả? Bằng lối nào? Thì Chạy lấy đi. Hàng rào vô. Cái gì? Ngủ ở ngoài dễ bị cảm lắm. Dạo này trời hay mưa gió thất thường nữa với lại anh còn bị mũi cắn nữa đó em xem nè mũi cắn đỏ cả cổ luôn á với lại căn phòng cũng bỏ trống nên anh vô ngủ thôi căn phòng y chang như xưa ha không có thay đổi chút nào hết em sao vậy sao lại nhìn anh chầm chầm như vậy em muốn cái gì anh này ấy... minh minh em sao vậy minh minh em bị sao vậy minh minh anh xin em mà đừng khóc nữa anh xin lỗi chẳng lẽ anh vô phòng ngủ làm em giận dữ như vậy sao em không phải khóc vì chuyện đó chứ gì chuyện gì em nghĩ em nghĩ anh bỏ đi mà không nói tiếng nào chứ em nói gì chứ anh nghe không rõ nói gì hả không có gì hết đi ngủ đi à, tại sao lớn tiếng như vậy chứ làm anh giật cả mình em yên tâm anh sẽ không bắt em trả lại căn nhà này cho anh đâu anh chỉ ở tạm đây một thời gian trong khi tìm nơi ở khác thôi trong lúc chưa tìm được chỗ ở em có thể cho anh ở tạm đây được không không được sao em tàn nhẫn với anh quá vậy em ghét anh lắm phải không có phải em muốn đuổi ra khỏi nhà ngay bây giờ không anh thấy làm việc nhiều thì cũng tốt nhưng mà em cũng phải dành chút ít thời gian để dọn dẹp nhà cửa chứ Chỗ này bề bộn quá à. Mà kệ em Đó là cách của em mà Sáng giờ đi đâu sao không nói cho em biết à, Thì anh đi tập thể dục Tập thể dục nguyên ngày à ừ. Coi bộ Anh thích tập thể dục dữ ha Thiệt là khó hiểu Minh Minh ừ. Cuối tuần này Bá Thông sẽ dọn đồ của anh về đây á Hả Bộ anh tính ở lì ở đây luôn hả Phải Anh định ở đây luôn mà Em nói anh có thể ở lại mà ừ, Em nói ừ. Em nói nếu mà anh xin ba tha thứ Thì anh có thể ở lại mà Anh gặp ba anh rồi hả ừ. Ba anh lại nói gì Ừ Thì anh xin ba tha thứ Nhưng mà ba còn đánh anh nữa Đánh anh hả Đánh ở đâu Đánh khắp người anh luôn á Lại còn đánh mạnh nữa đánh vô đầu đánh vô mặt Lại đánh vô cả vai nữa đánh ở đâu cho em coi coi ở đâu hả bị ở đâu sao không thấy bị bầm vết trơn vậy minh minh tối nay mình đi ra ngoài ăn tối nha anh sẽ đãi em ăn món em thích nhất luôn ăn ở nhà hàng em chọn chỗ đi làm gì hôm nay tốt đột xuất vậy hả đang âm mưu chuyện gì phải không thì anh đã hứa là anh sẽ đãi em ăn tối mà với lại anh cũng có chuyện muốn nói với em nữa Trời ơi Có chuyện gì muốn nói thì nói đại luôn đi Diễn viên không có phim đóng Làm gì có tiền mời người ta đi ăn nhà hàng chứ Ngay cả quảng cáo còn không có để đóng nữa mà Để dành tiền lo cho bản thân đi nha Đừng có xài sang nữa Alo Minh Minh hả Em chưa ăn tối đúng không Anh đang tới chở em đi ăn tối nè à, Anh đang trên đường tới đây hả à, Anh Dương Hoàng đang ở đây Anh Dương Hoàng đang ở nhà em Dương Hoàng hả Anh cũng đang muốn nói chuyện với cậu ấy Em nói với cậu ấy rằng anh sẽ đến gặp và nói chuyện nhé Ai vậy Anh Đình Phong Đình Phong hả Ừ Vậy em vẫn thường xuyên gặp anh ta à Ừ Em vẫn thích đi chơi với anh ta chứ gì Làm gì mà khó chịu lớn tiếng với em vậy hả Thiệt là Nè Ngồi yên đó Đến ra mở cửa Chào anh Đã lâu không gặp Anh vô nhà đi Minh Minh! Anh nghe nói là em rất thích ăn mì ý Nên anh nấu cho em ăn nè <laughs> Anh làm có ngon không hả? Chút nữa em sẽ biết. sẽ biết Mùi thơm quá à! Chắc là ngon lắm Minh Minh! Hừ? Anh không thích ăn mì ý Nấu cơm đi Nhà hết gạo rồi Hết gạo là sao? Sao để trong nhà hết gạo hả? Đúng là vô tâm quá đi Ăn mì gói không? Em thừa biết là anh không thích ăn món đó mà Vậy không có gì cho anh ăn đâu Nhà còn thịt bò không? con Vậy thì nấu tạm thịt bò với mì gói ăn cũng được Anh tự nấu đi Cái gì? Ngon quá <cười> <cười> Minh Minh Ngồi sang ghế kia đi Chỗ đó anh ngồi mà Anh ngồi chỗ khác đi thiếu gì chỗ sao anh không ngồi Đúng là không phép tắt gì hết ừ, Ngon quá à Thiệt hả Đi vậy thì lần sau anh sẽ làm nữa cho em ăn ừ, ừ. Ngon quá à. <laughs> Ăn đi Vương Hoàng à Thời gian qua em trốn đi đâu vậy Bộ em tính không tham gia để đóng phim nữa à? Em không đi đâu hết Có kịch bản hay thì đóng Thực ra thì anh muốn mời em tham gia một bộ phim Em nghĩ sao Cũng muốn hợp tác không Tại sao muốn hợp tác với em Thực ra thì mọi người muốn mời em vào vai này theo yêu cầu của tác giả kịch bản Tác giả kịch bản Ai vậy Là Minh Minh Cái gì Sao Em có muốn tham gia không Tất nhiên là không rồi Em đâu phải hết thời đến nỗi Kịch bản của ai cũng nhận đại mà đóng đâu Anh đọc đi rồi hãy quyết định mà Không đọc Tại sao phải đọc chứ Kịch bản của em viết Làm sao mà hay được Chắc chắn là dở rồi Dở sao người ta đưa đi sản xuất chứ Nếu em nói hay thì sao Em đang tạo cơ hội cho anh đó Nếu phim ra thành công Anh đừng có hối hận Yên tâm đi Tôi không hối hận đâu Tại sao tôi phải hợp tác Với một tác giả kịch bản như cô chứ Đúng vậy Dẫu sao thì diễn viên tàu lao nhanh Thì làm gì biết phim hay chứ Anh cứ làm những gì anh thích đi Đúng vậy Đừng quan tâm tới tôi nữa Ai à, thèm quan tâm tới anh Ừ Mặc kệ tôi Làm gì hét vậy Cái gì Này hai người <laughs> Chúng ta nói chuyện này sao vậy À Vương Hoàng à Dù sao đi nữa thì em cũng không thể nào sống mãi ở đây được anh nói sao à, anh đã tìm cho em một căn hộ mới em có thể dọn ra vào cuối tuần này ủa liên quan gì tới anh mà anh tìm nhà cho em vậy chỉ là vì anh cảm thấy thật sự không thoải mái khi thấy em lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái của anh